các bạn. Hôm nay thì mình đang có một cái tai nghe mới của hãng Sennheiser mang tên là HD221. Thì đây là một trong những cái sản phẩm tai audio có trọng lượng rất là nhẹ, và Sennheiser họ chú trọng vào cái chất âm trầm nhiều hơn so với những cái giải âm kia trên cái tai nghe này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái tai nghe này. Đặc biệt thì ở phía đằng sau chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin chính của cái tai nghe mà hãng họ đề cao. Tức là ở đây chúng ta có cái giải âm từ 19 cho tới 21.000Hz, chúng ta có cái trợ kháng 16 ohm và cái độ nhạy là 108 dB. Đây, xung quanh có thêm một số những thông tin khác của cái sản phẩm này, như là phía bên trong có những cái dây dài 1m2, cái dây 3.5 đó. Và phía sau thì là cách mà chúng ta có thể mở ra. Đó, chúng ta sẽ lôi toàn bộ những cục ra như thế này. Thì ngoài cái hộp ra, chúng ta chỉ có duy nhất một cái phần tài liệu hướng dẫn này. Đấy, cái phần tài liệu hướng dẫn này sẽ đựng ở trong cái bịch. Và cuối cùng đó là cái tai nghe HD221 của Sennheiser. Thì các bạn có thể thấy là cái tai nghe này có cái hình dáng vẫn giống như những cái tai nghe gần đây mà Sennheiser họ tung ra trên thị trường, vẫn có cái kiểu dáng rất là bắt mắt. Ở phía ngoài chúng ta có một cái vòng làm bằng kim loại, và cái vòng này họ làm màu xanh, bên trong thì có những cái đường vân cách đều. Thì với cái kiểu dáng thiết kế này thì chúng ta sẽ có được một cái tai nghe có cái hình dáng cũng tương đối là dễ thương và rất là ưa nhìn. Ở phía trên phần headband thì ở phía ngoài họ không có bọc cái gì cả, mà họ để thẳng cái phần nhựa chất lượng cao ra phía ngoài này. Ngoài ra còn có logo của Sennheiser ở hai bên. Thì ở phía bên trong của phần headband thì họ bọc một cái phần mút, cùng với đó là một cái phần da bọc ở phía bên ngoài. Và toàn bộ trọng lượng của cái tai nghe này rất là nhẹ, các bạn có thể dễ dàng cầm và mang đi ở bất kỳ đâu mà không có bị mỏi tay hoặc là bị mỏi cổ khi mà chúng ta đeo. Thì các bạn có thể thấy là ở phía bên trong chúng ta có một số những cái hình ảnh của cái phần khung, thì họ vẫn làm bằng nhựa. Tuy nhiên đây là nhựa chất lượng cao cho nên nó cũng rất là chắc chắn và rất là dẻo dai. Và các bạn có thể bung ra như thế này. Một cái điểm mà mình không thích ở cái phần khung của cái tai nghe này đó là chúng ta không có thể gấp lại được. Đây, chúng ta không có thể gấp lại được như những cái tai nghe kia của Sennheiser trước kia. Thì chúng ta sẽ không có dễ dàng để chúng ta có thể cắp và bỏ vào trong cái túi hoặc là hành lý được khi mà chúng ta đi chơi hoặc là đi du lịch chẳng hạn. Đây là một cái điểm yếu của tai nghe này. Ở phần housing ở phía bên ngoài thì chúng ta còn có cái phần housing được làm bằng nhựa, và phía bên trong thì cái phần bọc tai nghe thì do là họ làm cái dạng close, tức là dạng đóng, cho nên khi mà chúng ta áp vào tai nó sẽ cách âm tốt hơn so với một số những cái dạng tai nghe khác cùng loại. Và đặc biệt thì cái phần da bọc ở phía bên ngoài này họ làm rất là đẹp, bên trong thì mút xốp rất là nhẹ nhàng và rất là êm để cho các bạn có thể đeo lên. Thì mình có đeo thử cái tai nghe này, nó cho cái cảm giác bám tai rất là tốt, không giống như một số những cái tai nghe audio trước kia của Sennheiser nữa. Ở phía dưới chúng ta có một cái dây 3.5mm 1m2 và một cái đầu để có mạ vàng. Thì mình xử lý các bạn là cái sản phẩm này nó không có kèm cái remote cũng như là cái micro để chúng ta có thể đàm thoại trực tiếp, mà chỉ đơn thuần là sử dụng để nghe nhạc mà thôi. Thì về chất âm bên trong, mình đã có nghe thử thì chất âm của nó cũng khá tốt, với như mình nói là cái giải âm trầm của nó rất là tốt với cái công nghệ punch bass của Sennheiser. Những cái giải khác như là giải âm mid hoặc là giải âm trung hoặc là âm cao thì nó thể hiện cũng khá tốt chứ không phải gọi là xuất sắc lắm. Thì với một cái mức giá khoảng 1,5 triệu đồng thì Sennheiser HD221 là một trong những cái tai nghe có kiểu dáng rất là dễ thương và trọng lượng rất là nhẹ để các bạn có thể sử dụng nghe những cái dòng nhạc hiện đại hiện nay. Hiện nay cái 221 của Sennheiser đã có tại tất cả các hệ thống của Manwee, để các bạn có thể đến trải nghiệm cho mình thử cái tai nghe có cái dịu dáng rất là dễ thương này, trọng lượng rất là nhẹ và cái âm bass rất là tốt. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.